Trong video này, kênh YouTube 3 Kho Tư liệu Xây dựng xin kính giới thiệu đến quý vị về một cái loại gạch ốp tường và lát nền. Nó cũng tương đối đặc biệt, đó là gạch hình lục giác. Thì quý vị thấy thường thì chúng ta có gạch ốp tường là gạch hình chữ nhật. Thỉnh thoảng thì chúng ta thấy gạch hình vuông. Và có thể khác nhau ở cách ốp là gạch thẳng đứng hoặc gạch nằm ngang. Hoặc là chúng ta ốp caro đối với gạch vuông, rồi có thể là gạch chữ nhật chúng ta ốp nằm ngang và ốp chữ cong, tức là ốp lệch ron nhau giữa các hàng ấy. Thì đây là một cái dạng nó cũng tương đối đặc biệt, là gạch đây là gạch hình lục giác. Thì quý vị thấy chúng ta ốp vào tường và ta lắc nền cái kiểu như thế này, nó cũng có những cái nó hay, nó đặc biệt thì nó giúp cho những cái nơi công cộng kinh doanh ấn tượng hơn, hoặc là trong các cái phòng ở nó cảm giác nó hấp dẫn, nó thú vị hơn. Thì chúng tôi lần lượt giới thiệu cái vị trí giao nhau giữa gạch với trần, rồi đây là vị trí giao nhau giữa hai cái tường vuông góc nhau, tức là ngay cái vị trí góc tường. Còn đây là vị trí giao nhau giữa hai cái mảng tường và nền, cách nó giao nhau như vậy. Cái khu vệ sinh này thì mới hoàn thành, cho nên là quý vị nhìn thấy một số cái đường ron nó cũng chưa có được đẹp, hoặc là nó còn hơi bẩn, nhưng mà chủ đầu tư chưa có nghiệm thu, anh em thì chưa có tiến hành defect, cho nên là quý vị tham khảo ở cái hình thức và cái kỹ thuật thôi, còn cái đồ sắc sảo thì cũng chưa phải là hoàn mỹ lắm. Đây là chúng tôi lần lượt quay ở các cái mảng tường bên trong cái phòng, phòng đại tiện, rồi cái vị trí tiếp giáp giữa tường với trần, tường với tường, rồi giữa cái tường ốp gạch với cái vách ngăn bằng cam bắc. Giờ là chúng tôi ngoài cái giới thiệu đến quý vị về cái hình ảnh đặc biệt ấn tượng của cái gạch lục giác, thì chúng tôi cũng sẵn giới thiệu luôn cái kỹ thuật ốp lát, tức là thông qua các cái vị trí giao nhau, các vị trí cắt nhau. Đây là cái vị trí giao nhau giữa cái nẹp cửa và cái gạch ốp tường. Tất nhiên là chỗ cái nẹp cửa thì nó dễ rồi, chúng ta ốp cái bị lỗi một chút thì cái nẹp cửa, cái nẹp gỗ á, nó sẽ đà lên và nó che. Còn đây là một cái mảng tường lavabo, gắn cái lavabo rửa mặt, nó nằm ở bên ngoài cái hành lang. Người ta cũng dùng một ít gạch có hình lục giác, cũng vừa là gạch màu chủ đạo là gạch màu xám trắng, còn gạch điểm là màu nâu đen, màu đậm hơn chút, để người ta ốp một cái mảng tường ngắn như thế này. Quý vị nhìn tham khảo rồi có thể là áp dụng cho cái công trình, cáo kiện công trình của mình khi mà cần thiết. Trong một cái không gian như thế này thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu thêm là cái chủ đầu tư cái công trình này thì người ta rất là thích cái hình lục giác, hoặc là vì cái yếu tố phong thủy nó phù hợp với cái mạng của người ta, nó phù hợp với cái hình lục giác. Chúng tôi thấy nó có rất là nhiều cái hình, cái cáo kiện hình lục giác. Quý vị thấy đây là cái cửa sổ này, cái cửa sổ từ trong phòng nhìn ra hành lang, nhìn ra giếng trời á, cũng hình lục giác. Và nhiều cái cáo kiện, hầu như là toàn bộ những cái cửa của cái công trình này đều là hình lục giác hết. Đây là chúng tôi quay ở một cái mặt tiền, thì quý vị thấy là các cái cửa sổ rồi các cái vách kiến cố định nó cũng bằng hình lục giác. Và chúng tôi có nguyên một cái video giới thiệu về mặt tiền công trình có toàn bộ cửa hình lục giác trong cái kênh này. Quý vị vào kênh Kho Tư liệu Xây dựng và tìm cái từ khóa đó thì sẽ tìm được cái video quay toàn bộ mặt tiền của công trình này. Kênh YouTube Kho Tư liệu Xây dựng xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật liên tục các hình ảnh mà chúng tôi quay từ thực tế các công trình rồi post lên kênh hàng ngày để phục vụ quý vị.